Xin chào các bạn nhé. Đối với đã các bạn nhé bạn khơi lên screen nưng. Ngày nưng ខ្ញុំ ចង់ ចែក ចម្លែក តាក់ ទង ទៅ នឹង ការ boost video នៅ ពេល live ដែល មាន មិត្ត ភក្តិ គាត់ ធ្វើ ការ រស់ ស៊ី online គាត់ បាន សួរ ដែរ ថា តើ ធ្វើ ម៉េច ទៅ អាច boost video នៅ ពេល live បាន អ្វី ដែល ធ្លាប់ ដឹង ថា ការ boost video នៅ ពេល live ទៅ បាន ដោយ សារ តែ page មាន blue verify ភាគ ច្រើន page ដែល មាន blue verify នេះ គឺ មាន ទៅ លើ ខាង ក្រុម ហ៊ុន ឬ ក៏ បុគ្គល ល្បី ល្បី ដែល គាត់ បាន ធ្វើ ការ ស្នើ សុំ ទៅ កាន់ ក្រុម ហ៊ុន Facebook ដើម្បី បង្កើត ជា page ផ្លូវ ការ មួយ ដែល ទទួល ស្គាល់ ពី Facebook ដែល ផ្ដល់ ជូន នៅ Blue Verify សម្រាប់ page Blue Verify នេះ ផង ដែរ ក៏ មាន អ្នក ដែល គាត់ ធ្វើ ការ លក់ page Blue Verify នេះ ដែរ ហើយ បើ តាម អ្វី ដែល ខ្ញុំ ដឹង page Blue Verify នេះ ក៏ ថ្លៃ ដែរ ដែល ក្នុង តម្លៃ វា អាច 3,000 ជាង ឯ ឡើង ណា ហើយ គេ ក៏ មាន page Blue Verify សម្រាប់ បងប្អូន អាច ធ្វើ ការ ជួល live បាន ដែរ ដូច ជា មួយ ថ្ងៃ អាច live បាន 2 ម៉ោង តម្លៃ ប្រហែល ជា 100 ជាង 200 300 អីចឹង ទៅ តាម page ផ្សេងៗ គ្នា តែ ថ្ងៃ នេះ យើង អាច មក រៀន ធ្វើ ការ boost live ទៅ លើ account ធម្មតា តោះ យើង ចូល ទៅ សាក boost ទាំង អស់ គ្នា ទៅ លើ account ធម្មតា ណា โอเค ចូល មក កាន់ Facebook account ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ ចូល មក កាន់ page របស់ ខ្ញុំ មួយ ដែល page topic tech នេះ ខ្ញុំ ទៅ បង្កើត ដែរ ទេ ហើយ ឥឡូវ ខ្ញុំ ធ្វើ ការ live នៅ ក្នុង ទូរស័ព្ទ ដៃ របស់ ខ្ញុំ ឥឡូវ ខ្ញុំ refresh page មួយ សិន internet slow tip em đi press page mùi nó đi chỉ biết ở đây trong cộng phong là lại bị tù sắp đại bảo nhóm hay bọn ôn trách lơ publishing tool trách lơ publishing tool đi nó và tập bị chôn màu publishing tool năng hai dân chọn từ Creator Studio lấy riêng chọn từ Creator Studio internet slow tích bạc và top bị nâng dân chôn một can content library riêng chọn từ content library mà bề để cho đó content library này khơi nhá khơi nhờ video ní để nhung cùng là live trên bị tụ sập đây của nhóm hay bạn này khơi bật tông khơi sinh nhật dot bay cái này bên sinh nhật dot bay cái này như chơi lơ bia máu chơi lơ bia máu hay rồi biết thằng boost post bạn này thằng boost video đây cùng cùng là live này nên chạy lên nắng máu hay chạy lên việc là boost post okay. Tập đi chạy lên việc là boost post hay về nâng load video để dân cùng live nâng này dân ai vừa ca boost line nâng bàn ấy thường chấm nói boost post ní nhầm chưa chạy tha nè ngọc nia chạy trởn thịa trởn chạy boost post ấy dương ai thưa ca create audience ấy bàn đây tha dương chong thưa ca boost post nâng tờ can nẹ nà dân thua ca cầm nót hết cầm nót ở dụng cầm nót tí tăng nâng cầm nót hết mà nụ để dân trong sắp sai ở xe vã cam rư có lật tập hoa bao dân thật cắn thật cắn của quạt nâng ai thua ca một ca ớt ô điên bán được thằng nóng
hay cái lại budget nè budget nâng duration nè dương trong boost bia phần mạng ngay hay thì ngày nào đó ngày nào chúng luôn tất lôi mà ăn tập mó chương cho bên trong boost with credit lên mà để xa account nhóm một toàn bàn phơ ca đã credit card rồi visa rồi mastercard ấy cho tất cả account bằng những thế chẳng bọn bộ này phơ ca xả là bóng boost live tờ lơ account thoa mà đá bao giờ được học nó ai xả tới tao bị ai bu ban đôi account nếu rơi cái dạng nào để xa nhóm xa pi pi pay thấy pi pay nướng bị ai bu ban được pay lại được nghĩa để chip pay thò mà đá đôi mình miên blue verify sẽ tới chip pay thò mà đá để nhóm tập tại cả đá hay mình toàn miên thằng lẹ lại chờ ăn phòng hay chân vi miên tại ban đăng tế sẽ đẹp ca bu fly từ lớn account thò mà ra bạn hay bỏ sân trên nét học nên miên chụp ngó tệ tôn những ca buff like từ lơ account thò mà ra ní comment là không biết đâu còn cao rồi có inbox rồi có chat xua nhom có các bạn nhom ai chui prap tận ta mà vậy để nhom bạn đăng đá hay chân vịt ô ngày nó miên tập bằng tế xem rạp ca buff like từ lơ account thò mà ra hay nên cái này chui từ căn phê mày bằng nhóm ở topic tech ai chui like nên chui share video này phong ở con trang chụp nên ở video cloud tiếp.